Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay chúng ta cùng xem các loại ô tô đồ chơi của tớ các bạn nha. Wow, các bạn ơi, đây là đồ chơi của cô Minh đấy các bạn ơi. Hôm nay chúng ta cùng khám phá kho đồ chơi rất là đẹp các bạn nha. Wow, gì đây các bạn ơi? Wow, một chú vịt đang lái ô tô các bạn ơi. Zin. Wow, một con xe rất là đẹp, rất đẳng các bạn ơi. Wow, ở trên chiếc xe là một chú khủng long các bạn ơi. Wow, chiếc xe Mercedes. Wow, mở được cánh cửa cũng rất đẳng các bạn ơi. Nào, tránh đường chiếc xe Mercedes đi nào. Pew, ok. Zin, tránh đường chiếc xe Mercedes đi nào. Pew, ok. Zin. Wow, chúng ta cùng khám phá tiếp theo bạn ơi. Wow, rất là nhiều đồ chơi bạn ạ. Wow, một chú gà đang lái xe các bạn ơi. Một chú gà đang lái xe container chở rất nhiều ô tô bạn ơi. Zin. Wow. Wow, xe gì bạn ơi, Wow, một chiếc xe rất là đẹp bạn ơi. Wow, nó rất là đặc biệt bạn ơi. Càng ấy thì mắt nó càng chớp này. Wow, được rồi, mở ra. Wow, bên trong nó cũng mở được cả bên trong các bạn ơi. Wow, rất là đẹp các bạn ơi. Được, cho đi nào. Wow, giải cứu siêu nhân các bạn ơi. Wow, xe tăng giải cứu siêu nhân. Wow, một chiếc xe tăng phân khối lớn, một chiếc xe tăng bắn tên lửa. Boom. Wow, chúng ta cùng giải cứu siêu nhân. Wow, chúng ta phải điều xe đến thôi. Được rồi, xe này đến nhiệm vụ giải cứu siêu nhân. Mời chú gà xuống. Ok, mời mọi người xuống. Để tôi đi tìm giải cứu siêu nhân. Lên, tránh đường. Wow, xe tăng bắn nào. Boom. Wow. Cảm ơn. Xuống nào. Kinh. Wow. Được thôi, đi rồi. Lùi lại. Đã được giải cứu. Siêu nhân đã được giải cứu bắt rồi. Zin. Ok, mà chú gà lên nào. Ok. Wow, ok. Nào, chúng ta cùng khám phá nào. Wow, một chú thỏ đang lái siêu xe các bạn ơi. Zin quá cái gì bạn ơi. Bấm ích. Ok. Úi xời, bấm nào. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. Ok các bạn ơi. Wow. Đặt xuống nào. Bập lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Wow, xem đi bạn ơi. Đây một chiếc xe beat rồi rồi, bên trong cũng rất nhiều ghế ngồi bạn ơi. Wow, xe bạn ơi, đây là một chiếc xe đua phân khối lớn. Wow, xe mu trần, nó quay này bạn ơi. Wow, trong này cũng rất nhiều. Wow, rất nhiều xe đồ chơi bạn ơi. Wow, tôi phát hiện ra một khẩu súng bạn ơi. Boom. Wow, xe gì bạn ơi? Wow, đây là xe tên lửa bạn ơi, đẹp quá các bạn ơi. Boom. Gì nó sẽ biết luôn. Wow, một chiếc xe máy trộn bê tông. Wow, một chiếc cần cầu. Gì một chiếc cần cầu máy cầu bự này. Múc nào. Ok. Wow, trên này cũng có đồ chơi nữa mà. Mang xuống đây xem nào. Wow, đây là xe container. Rất đẹp rồi, xe container. Wow, trong này cũng rất là nhiều đồ chơi. Wow, một chiếc. Wow, điện thoại bạn ơi. Điện thoại di động này. Tít. Alo. Ok, wow, xe móc này. Wow, một chiếc xe móc cầu rất là đẹp các bạn ơi. Wow, xe này đang đổ xăng sao? Ok. Wow, một chiếc xe gì đây bạn ơi? Dẹp đó cái xe đi nào. Wow, một chiếc xe mui trần các bạn ơi. Zin. Ok. Đẹp quá. Wow, một chiếc xe lưu bạn ơi. Một chiếc xe lưu cũng rất là đẹp các bạn ơi. Wow. Nào, tránh đường xe lưu nào. Wow, một chiếc xe lưu các bạn ơi. Zin. Ok. Wow, bên này là một chiếc xe gì các bạn ơi. Wow, một chiếc xe ô tô bự các bạn ơi. Wow, nó có vô lăng này bạn ơi. Ui xồi, hệ thống lái này. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Ui xồi, một chiếc xe rất là đẹp các bạn ơi. Wow, một chiếc xe ô tô rất đẹp các bạn ơi. Wow, một chiếc xe cảnh sát các bạn ơi. Ôi, nó đâm xe tăng luôn này. Ok. Wow, rất nhiều xe các bạn ơi. Wow, xe gì đâm con mắt này. Ok. Wow, nó kêu này. Ôi, nó kêu chip các bạn ơi. Ok. Ok, hồ sơ. À, đây xe kỹ sát màu xanh rất đẹp.
Wow, rất là đẹp các bạn ơi, rất là đẹp các bạn ơi. Wow, hôm nay chúng ta có chất con chó này. Ok, xuống nào. Ok. Ôi trời, lúc chú cắn chúng mình đâu. Ok. Wow, một chiếc xe dưới đây, một chiếc xe đua bạn ơi. Ok. Wow wow wow, nhiều đồ chơi quốc các bạn ơi. Nhiều đồ chơi quốc các bạn ơi. Wow, mấy múc ok, mấy múc ok. Wow, nhiều đồ chơi quốc các bạn ơi. Wow, máy bay này bạn ơi. Jin bay nào. Wow, nhiều đồ chơi quốc các bạn ơi. Wow, cho chú gà ngồi đứng lên đây nào. Ok. Nhiều xe đồ chơi quốc các bạn ơi. Wow. Wow, chú thỏ xuống đi chơi đi. À, ok. Wow 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 wow. Wow, chú đua này bắt đầu, chú đua, ok màu vàng. Wow, rất đẹp có đợi, wow, xem móc này. Wow, xem móc đẹp quá, móc này. À, kéo dài ra, và thu nhỏ lại. Ok, à là kéo ngắn lại, ok. Wow. Wow, nhiều đồ chơi, qua wow, một chiếc xe bắt đầu. Wow, gì, wow, một chiếc mít cầu bắt đầu. À, một khẩu súng bắt đầu. Wow, một chiếc xe, gì. Ôi, hôm nay chú này đến nha, bye bye các bạn nha. Chúc bạn học giỏi, ngoan, nghe được ông bà bố mẹ nha. Mấy đồ chơi của tôi nha.